anh gặp em giữa phố đông, nhìn em xinh thật xinh làm anh cứ hoài mong ngóng. Rồi bất chợt em cũng đã nhìn thấy ánh mắt anh, còn chẳng biết là anh đã có người kể bên chưa. Tại vì sao hơi thật chân đứt. Đỏ mùi hương làm anh chú ý một ai đó, làn mi cong cùng mascara. Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày 13, gửi giúp anh một năm đi nè, bởi vì tim anh đang loạn nhịp. Đừng cong thân thể em làm anh thở không kịp.